Ok, xin chào tất cả các bạn, tôi là Antonio Đẹp Trai. Hello, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tony Phong. Sí. Hello, xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Milton. Chef Ton. Amanhã tudo, calça, camisola, lavar bom, né? Sim. Menino, fica lá embaixo, burca. Eu chamar ele. Ouvi agora, meu Tom, manda chamar ele. Conversar tudo, pessoal aqui. Briga. Ainda bem que Anfão veio. Agora conversar tudo, pessoal aqui de lava. Ok. Sim. Olha, dia, dia última, tudo vão ficar aqui. Ok. Amanhã eu fui. Ok. De Blamita. Sim. Então, hoje o Felix fala como o telefone, o Felix vai trabalhar com Fá. Não trabalha mais aqui? Sim. Vai trabalhar com quem? Vai na Fá. Fá. Hôm nay qua video này thì mình cũng thông báo cho mọi người biết là bạn Felix thì là ngày mai là bạn ấy sẽ đi bộ đội. Là bạn ấy sẽ đi bộ đội vào ngày mai. Giấy tờ gọi thủ tục thì cũng đã hoàn thành xong hết rồi, là ngày mai là bạn lên đường lên thành phố để đi làm đi bộ đội. Sim. Aí, daqui, né? Sim. Ok. Assim, você deve estar escuro. Escuro. Bem muito sujo. Ah, bem sujo, sim. Ah, depois, bem sujo, bebe muito teu. Ok. Contar que salário teu compra novo. Sim. Mình cũng nói chuyện rồi, hôm nay mình mua cho bạn thêm hai cái chăn nữa. Trước mình mua hai cái nhưng mà cho hai gia đình, hai khu, là mỗi khu có một cái nên là không đủ. Thì hiện tại bây giờ là bạn cháu Mini ở dưới kia cũng mình thôi. Cảm ơn anh Phan. Come on. Ok. Quốc đa bông. Để xa mua tù su đùi mua tà. Ok. Cứ để bẩn mi mất là mình sẽ phạt. Nó dễ trừ lương. Nếu để xa fica corre da terra. Đi thôi nha. Đi lên trên xem hôm nay các bạn thay đổi cái gì không. Hôm qua thì mình không xuống đây là hôm qua là mình cũng rất là mệt. Hôm nay là các bạn ấy khoe là có cái gì. Ai tên tôi xa vì á. Hai cái chìa khóa để bạn ấy khóa hai phòng. Si fa gì kể? Nhà của ga. Nhà của ga. Si no fica aqui junto. Ai na aqui só Vicky friend. Aqui só de até de secar adobe. Tem tu só. Depois fazer outro. Depois de fazer já de adobe bom. Ok. Sim, esse só. Pedaço legal aqui, depois seja. Ué! No festa bem amanhã, gato. Ele vi que comer, roubar a galinha. Gato, gato grande. Gato, gato, ele pode comer. Essa aqui. Zan, cobra. Sim. Essa aqui fazer só uma semana, adobo já secar, pode construir de adobo de galinha. Ok. Sim. Fazer lá do lá em cima aí. Primeiro limpar tudo. Bota dessa frente. Sim. Porque gato não roubar porque aqui tem lâmpada. Sim. Lâmpada. A lâmpada. Lâmpada? Sim. Okay. Fica outro lado e meter casa de porco. Porco, sim. Sim. Tudo festa bom porque que tem gato nu, tem cobra, tem sim. Gato ele matar depois, porco. Depois fazer já de parede, meter rede de mosquiteiro, cobra não entrar. Ok. Sim. Fazer bom, vou để comprar amanhã. Sim. Đây là chuồng tạm để các bạn ấy rốt gà đây. Ngày mai mình sẽ đưa tiền cho các bạn ấy tự đi mua. Lấy hai con gà để nuôi. Cái này không biết là bạn ấy rốt cái gì. Như này cũng rốt được gà đấy. Gà nó vào đây đã ở thôi. Xong rồi ngày các bạn thả ra tạm gà như vậy. Gà aqui, fica pé aqui, bom. Nada, de nós tiro que quero. Dạ. Hôm nay Fox thì nó ăn bột sắn. Nó ăn bột sắn? Sì. Fosse já conta bem de escultura, escola. Na escola. Está pronto? Sim, já. Quando o dia vai escola? Vai começar dia 4, no próximo mês. Próximo mês? Sim. Demora bué. Sim. Rồi Antonio fica bom á. Ok ok, hẹn gặp lại ngày mai. Bạn Antonio thì mình đi gặp trên đường. Bạn hôm nay là có việc chút việc trên phố.
Ôi gì giá phải dê quan tế mà xả trước cửa này các bạn ấy, các bạn cũng đã phải làm cái bậc lên xuống rất là đẹp rồi. Như này đợi nó khô là ok thôi, tạm thời nó vẫn còn ướt, nó chưa khô. Hôm nay là mình cầm mua cho các bạn hai cái chăn với cả hai cái khóa cửa. À ôi gì cô gì nhà cô mù Feijão canh phá dê cao mà xin tôi vang FG. Có sự thay đổi rất là lớn. Mấy đèn pin nhá. Đèn pin tu đù đôi mini quất gen tu. Ok. 2.500 tổng cả pin cả biếc nữa. Mấy chìa khóa này mỗi cái là 1.000. Mua hai cái hai nhà. Dạ, anh Phong. Ông mang đến xem để mini. Aqui de Lavra eu conversar com todo o pessoal, porque tem pessoa faltar sol, ele não fazer nada de cidade. Faltar sol, então. Eu chamo a menina para conversar aqui. Não acendei isso. Bạn đang nói chuyện. Igual só antes de. Antes vamos falar de Félix. Sim. Félix já fez falta. Sim. Ele já parou de trabalhar. Já. Por apagar. Ok. Yeah, então. Pessoa aqui não pode faltar sem motivo. Faltar tem problema, pode, foi, cidade. Faltar, pessoa está doente, pode. Não está doente, não senti nada, então trabalhar. Por quê? Anfão dá nós salário. Sim. Depois Anfão dividir dinheiro de lavra a toda pessoa. Eu faltar, FG trabalhar sozinho. Sozinho ele é muito cansado. Não pode. Sim. Não pode trabalhar, eu não posso faltar, porque... Ele é muito cansado, não tem pessoa a ajudar ele. Depois, fim do dia, colher toda a coisa, toda a comida, Anfão dividir dinheiro, tudo pessoa é igual. Então não pode ter pessoa a faltar sem motivo. Ok. Doente, pode for ao hospital, pode faltar. Tem óbito, pode faltar. Família, tem problema, ele pode for. Não tem problema, não pode faltar. Faltar, ele dá ele duas faltas. Okay. Uma dia só dá ele duas faltas. Já ouvi? Sim. Meni como fala, fala frente, dán tiền đây como fala. Fala tipo quê? Tipo ouvi não. Ah, sim. Sentar não. Você entendi. Dán tiền đây fala. Eu quero você falar frente. Por favor, eu ouvi. Depois discutir. Fala. Assim, meu tom, fala assim, sentar não. Você concorda ou não concorda? Se aceitas ou não aceitas? Do jeito tá que bom, disse. Telefone. Não, falar tá bom. Falar. Eu sentar, ouvir de Milton falar. Preguiça, Milton depois falar, muta, senta, muta. Não é que falar muito quente, peça muito quente, cabeça grosso, não. Ouvir só. Assim, eu quero muito bom, peço. Eu falar você trabalhar, fazer que? Depois, tem que. Eu mandar você trabalhar bom, você depois tem que. Depois você tem que lavrar. Muito coisa. Pela sim. Comida, boa. É porque é preguiça. Fazer, depois fazer preguiça, dinheiro não caiu bom. Depois pessoa falar, ele não trabalha bom. Pessoa esse não trabalha bom, se não. Tudo pessoa trabalha bom, trabalha força. Dinheiro cai bom. Pessoa gosto. Gosto de trabalhar sim. Ok. Tudo junto, trabalhar melhor. Irmão, assim falou que você anda trabalhar mais. Sim. Fox e depois parar também. Fox e depois parar, depois vir da outra depois pessoa. Vai ver outra pessoa. Oi, lá embaixo, onde? Pra mim ficar lá, não sou sozinho, tá bom? Sozinho, tá bom? Aqui lá embaixo, pra ti, bem pequeno. Sim. Sozinho, tá bom? Só vai se trabalhar naquele lado que tá plantado. Isso é legal. O trabalho lindo é só xaxá e regar. Eu falar casa lá embaixo. Logo por outro pessoa vai morar com... Meni. Dormir com, contigo. Sim. Yeah, assim só, anha. Quando essa casa ainda acabou. Eu já falei. Tem que ela, tá bom? Anha. Còn cái mạch vữa thì em chưa làm nè. À, gì? Sinh. Phép xa bông, bu ni tù, banh mu tù pô ra cù. Đã bó đá mát, a mát xa kẹp tí ra mù đá đô bù. Phá dê át ta được vai gì? Phá dê tí ra lông bó cù đá đô bèm phá dê, kì vá phá bông bu ni tù.
Tá bom. Sim, à tarde. Vai buscar uma garrafa. Garrafa. Vira, vira, especializa, é bem bonito. Ok. Depois você mete no colo de teja, de com de camisa. Sim. Opa. Ok. Dường như các bạn làm rất là ok, rất là đẹp, bonito. Cảm ơn. Cả lá chuối lót dưới nữa. Lá chuối. Lá chuối là bò, mũ đôi. Thôi các bạn làm tạm như này cũng được. Sau này mình có thời gian mình sẽ làm cho các bạn cái giường khác. É assim, o que dá que? Como é que chama? Feijão. Feijão o quê? Cozinhado já. Já cozinha? Já. Panela pouco, então guardar ali, depois cozinhar arroz. É só aqui cozinhar arroz. Tudo em sada, por aí, o que dá, além de baixo, cama. Sim, sim. Quando bạn fosse, quanto tempo foi aqui? Não falo. Falta quanto tempo? Bạn fosse, né, nhận được giấy nhập học rồi, nhưng khoảng một tháng thì bạn sẽ xin nghỉ. 23. Falta 10 dias. Đết đi, sim. 10 ngày nữa là bạn sẽ đi học. Đết đi, à, thế đi. Trên này thì chỉ còn bạn bạn Di Nhù thì cũng nghỉ rồi, bạn Di Nhù cũng không xuống đây là chắc là bạn cũng nghỉ rồi. Còn sẽ còn bạn Phi Dê, bạn Mưu Tồn sẽ làm trên này. Sau này mình sang thì sẽ giúp đỡ thêm người khác. Còn có rất là nhiều người đến nhận nhưng mà mình vẫn chưa đồng ý. Còn dưới kia thì cháu Mini sẽ làm một mình. Các bạn hiện tại là phải đóng cái lưới vào như vậy để cho nó tránh muỗi, muỗi không vào trong nhà. Để cửa sổ như vậy các bạn ấy trông cũng dễ. Por isso que quando te falei dele, eu não tive dúvida que você poderia conseguir. Này không biết là chuột nó có trèo lên nó cắn để cho nó rách cái tấm lưới này của các bạn không? Như vậy là rất là ok rồi. À, góc này các bạn sẽ làm mấy cái tấm để đồ thức ăn với cả sẽ để những đồ dùng các bạn ấy để đây. Còn ở bên này nữa mình bảo các bạn ấy sẽ làm một cái tấm gì đặt lên để các bạn ấy xếp quần áo lên trên chứ không treo như thế này. Còn các bạn ấy sẽ để một ni lông hoặc là tấm vải để che cho nó tránh các bạn đặt đồ vào nó đỡ dính vào cái bờ tường nó đỡ bẩn. Hôm nay các bạn ấy có bếp để nấu nướng ăn rất là tuyệt vời luôn rồi. Hôm nay mình tiện làm cửa, làm cái cửa sổ nên là mình còn thừa sắt mà mình hàn cho các bạn ấy một cái bếp. Còn ở bên này là các bạn làm như này, làm như này là chỉ để tạm thôi. Tạm thời là để nuôi gà đây. Sau các bạn phải đóng gạch và xây nhà cho gà ở. Chứ không để như này thế này, đây là rất là nhiều cầy mấy cáo. Nó sẽ đến nó bắt gà và có rất là nhiều rắn nữa. Còn bạn Fossi, bạn nghỉ thì có em bạn ấy sẽ xuống thay thế bạn ấy. Sau này mà bạn ấy quay trở lại thì là bạn ấy sẽ ở đây làm. Còn em bạn ấy sẽ quay trở lại phố. Em bạn cũng đang đi học nhưng mà đợt vừa rồi là được nghỉ. Là anh trai nghỉ lại thay thế em vào. Thôi, mũi tôi ok rồi. Ok. Rất là ok rồi. Cảm ơn. Rất đẹp rồi. Hôm nay thì muỗi không thể vào nữa rồi. Đẹp bôi kể. Transa poro cuí á. Sim. Ok. Con phiêu pequeno đúng không? Phiêu quay. Dì kì. Dì tôi. Vamos. Am trabalhar. Phiêu quay. Hôm nay mình vào đã bảo các bạn ấy sẽ làm giường nhưng mà mình chưa kịp nói gì, các bạn đã làm xong cái giường rồi, ngủ làm ngủ cao giá rất là ok, cửa giả cũng rất là an toàn rồi, các bạn ở đây không lo nghĩ gì rồi. Còn cái cánh cửa này thì tí nữa các bạn sẽ bôi dầu. Esse pintar de óleo agora.
Não, aqui não tem óleo escuro. Tem aqui, já tem, acabou. Já acabou, tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Amanhã buscar o que seja. Sim. Amanhã Antônio emprestar de motor, de bomba. Eles emprestaram ontem. Sem poder dar em linha. Sim. Liga como ajudar Antônio a ligar. Já ajudar. Como não, hein? Ele foi da cidade? Sim. Como não, ele foi da cidade, ele desceu de máquina bomba. Pessoal lá, a lavra dele não entendeu de ligar. Eu fui lá ligar. Ok. Sim. Já ensina bom. Ok. Eu ensina de tam. Tam. Tam já tam? Fazer. Tam já liga bom. Já liga bom. Eu ensina okay. Ele. Ok. Sim. Vừa mình hỏi là để cho bạn Antonio mượn cái máy bơm thì là dưới đấy mọi người không biết cách sử dụng nên là mình đã bảo bạn Newton là bạn ấy xuống hướng dẫn các bạn ấy. Đinh thì còn thừa rất nhiều nhưng mà đinh này thì còn sử dụng rất nhiều cái nữa. Sau này các bạn ấy sẽ làm chuồng lợn rồi là chuồng gà, mọi người sử dụng đến đinh rất là nhiều tại vì là xây chỉ làm mỗi lèn đôi quả lang xung quanh mình sẽ làm toàn bộ bằng gỗ. Còn là chìa khóa đã bàn ra cho các bạn rồi, mình cất đi hai cái. Aqui acabar já de fazer adubo amanhã. Depois de amanhã a pessoa já pode começar a capinar. Vai lá ver. Massa só ainda. Massa já? Já. Vai ver. Bây giờ mình sẽ đi theo bạn nghe xem là các bạn đã nháo bước đến đâu rồi. Hôm qua thì các bạn ấy bạn lắp cửa thế là hết cả ngày luôn. Quá khá rồi. Hai ngôi nhà này mình vẫn giữ lại. Kasim và quan đù đia vai cà va Kasim mà. Quan đù đia vai cà va Kasim mà giếng. Giếng. Primeiro quero capinar já um lado. Sim. Lado esse capinar já limpar bom. Porque depois fazer casa de... Obrigado, irmão. Fazer já casa de galinha, de porco, outro lado. Cobra já não andar, porque senti medo de limpo. Okay. Então, quero limpar uma parte só, pode já fazer cacimba. Porque depois casa de galinha, meter uma buraco, meter água, galinha foi lá beber. Ok. Sim. Sim. Vai lá, cavar. Vai lá só. 4 dias. Cada galinha pode deixar porque anda seu muito. Sim, só do ainda chegar. Limpia capina, cavar vala. Sim, depois cavar canteiro. Fazer bom, bonito. Sim. Uma parte grande assim. Canteiro aqui foi assim. Assim. Ok. Sim. Não pode assim, como aqui descair, perder muita água assim. Água acumulada no meio. Sim. Aqui para isso? Sim, no meio. Sim. Sim. Que vai ter, vai aqui para lá, aqui vai de... Palmeira. Palmeira, de dendê aí. Sim. Dividido aí. Massa já aqui. Massa tirar ontem. Tirar ontem. Mas tá bom. Deixar dia hoje, fazer amanhã. Ok. Sim. Vừa các bạn ấy làm từ hôm qua tem tua ra sky ai normal já passa todo dia falta mais dois dias não uma dia só para fazer não molhar muito de forma não molhar muito de forma adobo sai bom ok sim tá bom assim chega sim pode aumentar mais xanh hoặc đá depois phết xa com que depois hoặc đá seca pode hoặc đá meter xa para em cima hoặc đá. Depois tem outra coisa a fazer, pode fazer com ele. Sim. Sim. Tem chuva, esse adubo seca, pode levantar de casa de galinha. Sim. E porco. Sim. Não faz mal. Ok. Tá bom. Chỉ có mấy hôm, có ngày hôm qua mình không xuống thôi mà các bạn ấy thay đổi rất là nhiều. Các bạn ấy ở trên này thì như một gia đình lớn rồi. Toàn anh em họ hàng nhà các bạn ấy, mới cả quanh xóm nhà các bạn ấy. Cũng có khán giả là cùng lứa tuổi thì các bạn dễ bảo nhau hơn. Các bạn ấy cũng rất là chí phấn đấu. Tính đi
và khe banh để quinta de frente casa. Tudo tudo pau cava cava tira tudo de nós tí não entender caiu. Các bạn ấy rảnh thì các bạn ấy sẽ dọn hết phần ở trước cửa sân. Dọn sân xong rồi còn những cái cây nào mà nó mọc ở trước cửa sân thì các bạn phải cuốc hết đi thôi, cuốc dọn sạch đi, không là đêm đến thì không nhìn rõ là các bạn ấy đi vấp vào ngã chết. Ơi. Đó là sấy porco. Không phải? Porco. Porco. É bife. 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 Thịt bò. Để sao sẽ ca sinh. Nó bắt đầu mô rồi. Ui. Tí nữa thì để cháy mất đồ thức ăn. Bife. Não tá vendo carne de quê? Essa que fazem com a carne seca, de desfia. Nhưng mà mình cũng đã nói rồi, bạn phốt xì là có em bạn sẽ xuống thay thế bạn ấy. Thay thế bạn ấy làm, bạn giữ chỗ. Mình cũng nói luôn là sau này em bạn thôi làm là chỉ là làm để giúp bạn, này sau này bạn quay lại thì còn có chỗ. Như nếu mà bây giờ mình giúp đỡ người khác thì là sau này nhiều người quá thì mình sẽ... Các bạn đang nấu cơm ăn. Aqui é tudo, aqui é. Depois que fala. Cava tudo. Dessa sim, de nós não entender. Cai. Cai o peço. Sim. Sem bairro escuro, de nós. Isso é pagar aqui. Tudo lá do aí. Sim. Depois aqui, caminho. Sau này, trên này là chỗ này là cái đường đấy mọi người. Chỗ này là đường vào. Tại vì trên này nó rất là cao. Thì vừa mùa mưa thì khi mà mình đi vào đây ấy, là nó vẫn còn... cái đường mặt đường sẽ khô, tại vì chỗ này là khu cao nhất, còn toàn bộ khu phần dưới kia của các bạn ấy là sẽ là khu vườn các bạn ấy trồng trọt. Những cái cây chuối ở trước mặt kia thì sau này mình sẽ giải phóng hết, một là đánh ra ngoài trồng, mà trồng hết thì mình sẽ cũng chặt bỏ đi, trồng một số lượng nào thôi. Trồng nhiều chuối quá, ở đây chuối bán rất là rẻ, 7 tháng đến 8 tháng chuối được thu hoạch. Chìa khóa mới các bạn ấy đang rất là vui với cái chìa khóa này. Có chìa khóa. Dan. Asi ya. Asi no baratiu. Sì. Đây là. Bây cuidado de sabe. Sì. Nomi fala que anfa. Chìa khóa, khóa. Dan fala que. Dan. Dan. Hello tende. Đạm hay... Đạm, sì. Đạm hay... Adubo. Adubo. Sì. Quero falar como? Cadeado. Eu só sabia de falar đạm, que sei português falar como. Eu que sei de português é como, eu só sabia đạm. Agora não sabia português falar como. Đạm adubo. Okay. Adubo branca, ônio. Sì. Đạm. Các bạn đang gọi phân đạm. É complicado falar, né? Ok. Cadeado. É, até coisa. Cadeado mesmo. Quer falar em quê? Khóa. Língua. Khóa. Sim, khóa. Khóa. Ok. Khóa. Còn chave, chìa khóa. Chìa khóa. Chìa. Chìa é todo tipo de chave. Chìa khóa é chave de cadeado. Ok, já tem chave muito bom, hoặc là chave bom. Sim. Mil de peso. Sim. Hoặc đã đôi la đủ, depois caiu uma, tem uma, hoặc đã dentro do casa uma. Ok. Vamos. Mình vừa qua đi thăm qua vườn thì nhìn thấy quả ổi to. Mai outro. Sim. Quả ổi này vẫn còn xanh lắm mọi người. Trên kia vẫn còn một quả nữa. Tem que cuto. Rất duro. Cái ổi này nhỏ nhưng mà rất nhiều quả, mùa này cũng có trái vụ cũng có quả. Bạn này bẻ cả chùm rồi. Ok, obrigado. Nada. Đây là trái vụ đấy mọi người. Đi mai. Sega. Mai cứ sạch đi mà đủ. Ok, tí ra. Còn ở bên này là hàng xóm.
Esse, boa tarde, mãe. Mãe fazer cái lá. Mình qua kia xem bác ấy đào cái gì. Đây hàng xóm còn các bạn ấy. Đây là người dân bắt đầu phát cỏ chuẩn bị vào mới, khoảng tháng 10 là có thời tiết mưa. Xin ba ta đi. Mai cà vạc kì. Ê? Cà mấy ta cà vạc kì. Cà vạc kì. Kì, cà mấy ta phá kì. Mù cà pin nà lì. Cà pin nà. Màn điêu cà. Sắn này. Ê, xì tu đù đề sát xe ca mù hê. Những cái sắn này là bác ấy sẽ để khô và sẽ đốt. Mandioca. Mete mandioca. Ok. Esse mandioca come é dessa vender? Para vender, para comer. Bác ấy là tiếng Kimundu, mình không biết. Kimundu. Kimundu. Não, não, não conhece, eu não falo bom. É doce. Ok. Đây những cỏ của bạn ấy vặt cho mình. Ồ, rất ngon. Đâu xe? Đâu rồi, cho mình ấy. Bác ấy cho mình ấy. Ê, xì, phút xin lê ba. Cho mình. Bác ấy cho mình. Thì bạn phút xì đã cầm về. Phút xì nhà các bạn ấy đang thiếu đồ ăn. Có gạo nhưng không có sẵn ăn đâu. Okay. Vườn bên các bạn ấy không có gì cả, chỉ có mỗi chuối thôi, sắn không có. Brigada mai á. Bây giờ mình sẽ quay trở về nhà các bạn thôi. Cảm ơn bác nhiều. Estamos a terminar de fazer a casa das galinhas. Camonan fan, já deu dinheiro para comprar galinha. Depois ter muita, juntos já não foi. Ok. Hôm nay thì mình đưa tiền cho bạn ấy để ngày mai bạn ấy sẽ đi tìm gà để mua lấy hai con, một con trống một con mái. Thì sau này nếu mà nó đẻ trứng thì nó ấp thì nó ra thì rất là nhiều gà. Trước tiên là các bạn ấy có một ít vốn á, nuôi hai con một. Sau này sẽ có rất là nhiều. Hai bạn đang làm đây rồi. Làm chắc chắn thì làm như này rất là chắc chắn rồi. Không biết ở đây thì các bạn cho gà ăn cái gì, không biết được, hay là gà thả ra thì nó chỉ có ăn sâu bọ nó lớn thôi. Ở đây xung quanh là rừng, không có ai nuôi gà cả. Mình cũng hãi là ban ngày cũng có cày hoặc là chó rừng ấy mọi người, chó rừng ở đây cũng có. Hôm vừa rồi các bạn nhìn thấy chạy qua vườn, chó rừng. Nhà gà. Đây. Còn thời lượng video của mình hôm nay đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ kênh. Nào mọi người bye bye nào. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại nhiều mai. Các bạn cứ chịu khó làm là các bạn đã có rất là nhiều thành quả.